Xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hiện tại cửa hàng Nhật Nông Cơ mới dọn được một cây máy cưa xích Tanaka SCS3352. Hàng này thì là hàng của Nhật nhá, hàng chính hãng của Nhật luôn. Thì thằng này thích hợp sử dụng trong gia đình nha mọi người. Hàng này là hàng tay dài, lam sên thì sử dụng sên chuột, lam thì lam 4 tấc, lam 40. Đó, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Đó, thì thằng này tăng sên, tăng trực tiếp tại lam nha mọi người. Đó, mọi người vặn ngược là nó sẽ tăng lên. Đấy, thì thằng này có giá là trên 1 triệu thôi nha mọi người, dưới 2 triệu một chút. Thì anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901, hoặc liên hệ trực tiếp qua Zalo. Số điện thoại có sử dụng Zalo. Thì bên em có ship toàn quốc nhá. Quý khách hàng nào thích hàng nào thì cứ liên hệ qua em. Thì em sẽ gửi mẫu mã máy cho mọi người xem. Đấy, ưng ý là chốt cọc em gửi máy đi nhá. Thì bây giờ em sẽ vào phần chỉnh nổ ha. Đây mọi người để ý này. Đây là có hai cái hộp nguyên liệu. Đây là nhớt. Nhớt nuôi à, em nói lộn nhá, xăng pha với nhớt nha. Xăng pha với nhớt. Đó, dòng máy 2 thì lên là xăng bắt buộc phải pha với nhớt nha mọi người. Đó, còn đây là nhớt nuôi lam xích. Nhớt nuôi lam xích. Thì nhớt này là mình đổ nhớt thải được rồi nha mọi người. Nhớt sạch hay nhớt thải cũng được, nhưng mà tốt nhất là đổ nhớt thải, đỡ tốn tiền. Đó, thì cách khởi động thì mọi người châm đầy đủ vô. Rồi thứ hai là bơm xăng. Đúng, bơm phụ bên trên nha mọi người. Đó, bơm lên. Để ý công tắc nữa. Công tắc đẩy lên là dài, đẩy xuống là tắt nha mọi người. Đó, thì đây cái cần e. Trường hợp để lâu hoặc cái xăng, đẩy nó ra, giật nó ho lên một tiếng, mọi người đẩy nó vô là xài bình thường nha mọi người. Đó, thì bây giờ em sẽ khởi động nó ha. Thì trước tiên là này em đã khởi động sẵn rồi. Bây giờ em sẽ giật hai cái, nếu mà không nổ em sẽ làm thao tác như bình thường nhé. Cực kỳ nhẹ nổ nha mọi người. Cây này còn cực kỳ là đẹp. Thì anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Số điện thoại của em là 0988 628 901, hoặc liên hệ trực tiếp qua Zalo nhé.